Bạn đang lo lắng trước tình trạng rau bẩn, rau kém chất lượng hiện nay? Bạn đang muốn tìm giải pháp trồng rau sạch tại nhà? Vậy thì hãy đến với giải pháp từ công ty Ăn Sạch Uống Sạch ngay hôm nay. Công ty Ăn Sạch Uống Sạch cung cấp trọn gói các dịch vụ từ tư vấn, khảo sát, thiết kế, thi công cho đến chăm sóc vườn rau trọn gói, đảm bảo cho quý khách hàng có đủ rau sạch sử dụng hàng ngày. Đến với chúng tôi, bạn sẽ không cần phải bận tâm lo nghĩ bởi các kỹ sư giàu kinh nghiệm cùng đội ngũ nhân viên đầy nhiệt huyết sẽ tư vấn và mang đến cho bạn những sản phẩm chất lượng, tiện ích, thẩm mỹ, dịch vụ bảo trì hậu mãi tận tình cùng hàng loạt ưu đãi bất ngờ dành cho những khách hàng đăng ký mới. Ăn Sạch Uống Sạch, kiến tạo khu vườn riêng cho gia đình của bạn. Truy cập ngay website ansachuongsach.vn hoặc liên hệ số điện thoại Zalo 0911594969 để được tư vấn tận tình. Trong cái video này thì chúng tôi xin chia sẻ đến quý vị về toàn cảnh của cái vườn rau. Vừa là phục vụ khai thác trái rau, vừa là phục vụ khách du lịch tham quan. Chúng tôi sẽ lần lượt quay từ toàn cảnh cho đến chi tiết của các cái kết cấu kiến trúc liên quan đến cái vườn rau như thế này. Thì đây là ngay cái vị trí cổng chính đi vào. Đó, thì ngay cái cổng đi vào thì người ta sẽ có một cái lối đi giữa hai bên của cái vườn rau, vườn rau. Đó. Ở đây thì nó có hai khu vực lận. Một khu vực thì người ta trồng cái rau trực tiếp ở dưới đất. Còn một cái khu vực thì người ta trồng ở trên giàn. Lát nữa chúng tôi sẽ quay cái khu vực ở trên giàn. Thì bây giờ chúng tôi sẽ quay lần lượt từ cái kết cấu mái. Kết cấu đỡ mái, đỡ cái mái che. Cho đến cái hệ thống tưới cũng như là các cái chi tiết. Đó, tạo thành cái luống, cái rãnh rau. Thì đây là cái lối đi bê tông thép này, lối cho người đi. Đây là các cái luống rau hai bên. Thì ở đây là khách người ta vừa là tham quan, vừa là có thể hái luôn trái rau. Sau đó mang ra ngoài, chủ người ta căn ký và người ta tính tiền. Chúng tôi đang quay video này ở cái vườn rau thuộc thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Đây là cái kết cấu. Thì ở dưới đây là người ta có cái giống như cái trong xây dựng chúng tôi gọi là cái cửa cột ấy, hay là cái chân trụ bằng bê tông. Đó, người ta dùng một cái ống nhựa phi 90. Đó. Rồi người ta trồng cái thanh sắt V vào. Đó, sau đó người ta đổ bê tông vô để cho nó gia cố chắc chắn lại. Hiển nhiên cái này nó âm sao với đất. Cái hệ thống này thì nó rất là nhã, mà cái dàn nó dàn nhiều cột như thế này thì cái tác động của gió nó cũng không có làm nguy hiểm cho từng cái trụ này lắm, và tải trọng từ trên đó, truyền xuống cho từng cái trụ nó cũng không có lớn, cho nên là chúng ta cũng không có cần chân máu gì đâu, chỉ cần cho âm xuống mặt đất một đoạn khoảng 20 cm là được. Đó. Ở đây thì các cái thanh sắt V người ta sơn màu xanh. Đó. Màu xanh da trời cũng đẹp. Rồi. Đây là cái thanh sắt V5. Đó. Dài khoảng 2 ly. Trên đó là cũng cái khung kèo sắt V, và người ta phủ cái lưới ni lông, cái ni lông này. Đó. Cái ni lông này thì nó không cho nó che mưa, để mưa không có rơi trực tiếp xuống này.
Ở đây thì có cái măng xối để thu nước. Bên dưới thì nó có cái dàn lưới râm. Nếu mà thời tiết mình nắng nóng quá thì người ta kéo ra. Kéo ra để cho nó che mát cho cái vườn dâu bên dưới. Đây là cái hệ thống tưới. Và có những cái ống chính dài dọc theo hai bên cái lối đi. Đây là cái từ cái ống chính người ta chẻ ra có cái ống nhánh. Đây là hệ thống tưới nhỏ giọt ở dưới gốc, tưới dưới gốc. Còn cái hệ thống tưới phun ở trên đó, thì cái hệ thống này. Để điều khiển cái hệ thống tưới này thì người ta có thể dùng những cái van ca điều khiển tự động. Khi nào muốn tưới thì mở van, khi nào tắt thì tắt van thôi. Còn chúng ta cũng có thể điều khiển bằng tự động bằng cái hệ thống timer canh giờ. Mình điều chỉnh một ngày tưới mấy lần tùy theo thời tiết và một lần tưới mấy phút. Cái timer nó cho phép điều chỉnh như vậy. Và trong kênh Kho Tư Liệu Xây Dựng của chúng tôi cũng đã giới thiệu nhiều về cái có nhiều một số cái video đó, giới thiệu về cái cách lắp đặt và điều chỉnh cái timer. Khai thác chưa anh? Khai thác dao chưa? Khai thác hết rồi. Nhanh à. Bây giờ chúng tôi quay qua cái vườn dao mà nó có cái vàng ở bên trên cao. Không hái hả? Bên đó không được hái. Xem được không? Xem thôi. Thì lại mình có cái cầu bắt qua. Nó có một cái con rạch. Rạch này thì cũng để thu nước, thoát nước. Khi mưa lớn thì phải có cái lối thoát nước mưa. Vì khá có măng xối nó sẽ thu nước. Sau đó nó sẽ thải ra cái rạch này. Bên đây thì cái vườn dao này người ta có hai tầng, tầng dưới và tầng trên. Thì các cái hệ thống kết cấu mái che thì cũng giống như cái bên kia thôi. Nó chỉ khác ở cái hệ thống trồng bên dưới. Cái tầng ở dưới đất thì nó cũng là ná như cái đoạn đầu video mà chúng tôi quay trên cái vườn bên này. Đó. Còn cái nó khác là tầng trên này, thêm một tầng nữa. Hệ thống tưới này thì cũng giống. Đó. Và hiển nhiên là cái này nó có cái tầng trên, cho nên là cái hệ thống tưới phun bên trên lá nó phải nằm trên cao chút. Đó. Thì người ta có những cái ống nước dọc như thế này. Sau đó nó có những cái vòi phun. Khi mình bật vòi phun thì cái này nó sẽ xoay. Cái này mình hay thấy ở công viên hoặc là các cái mảng xanh công cộng ở các cái thành phố. Hai tầng luôn, tầng trên, tầng dưới. Rất là đẹp. Rồi ở đây người ta cũng có ươm cây con để người ta bán luôn. Đây, siêu khách tới đây người ta tham quan chụp hình cũng khá là đông. Xung quanh thì để cho sâu bọ, tức là bướm không vào được, côn trùng không vào được thì nó sẽ không có sinh ra sâu, và như vậy thì cũng sẽ hạn chế tối đa
hoặc là không cần phải phun thuốc hóa học cho cái vườn rau này luôn, nhờ cái hệ thống bao che như thế này. Ở đây là Đà Lạt cho nên là thời tiết không khí nó cũng khá là mát mẻ. Kênh Kho Tư Liệu Xây Dựng xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm đến kênh cũng như là quan tâm đến video này. Quý vị có thể bấm đăng ký kênh để được chúng tôi cập nhật liên tục những video mà chúng tôi quay được từ thực tế liên quan đến lĩnh vực xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và trang trí nội thất, rồi post lên kênh hàng ngày để phục vụ quý vị. Bên này như để chưng chứ không cho hái đó. Dạ.